dâng thứ cho anh này, mong anh hao gầy, lời yêu sao khó nói ra như vậy. Rồi bao lần buồn vu vơ vì người ngu ngơ, oh, để một mình em mơ vơ là niềm riêng em nóng đầy sâu trong tim này. Thì thôi em viết hết cho anh vậy, chỉ mong một lần anh ơi nhìn về em đây, nhìn vào trong đôi mắt này. Lớp mình hôm nay thi đấu sao vậy? Nhất là Nam á. Ừ đúng rồi, Nam nè. Tao nhớ bình thường mày ném 3 điểm xuất sắc lắm, nay bị gì vậy ba? Khớp hả? Thông cảm cho nó đi, chưa gia chạm sự đời nhiều, chưa có thấm được đâu. Cố gắng lên nha mày. Rồi mấy đứa trong lớp mình nè, coi có giàu không, đưa cho Nam sức để nó bị khớp. Ủa gì thầy? Thì bị khớp á, bị thấp khớp rồi kia. Thôi nó bị khớp hồi hộp thầy ơi. Thôi. Kìa thì đấu quyết tâm nào. Ok, hỏi ra kìa. Bỏ lên. Hay quá. Cố lên. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố lên. Chạm sự đời như Phương vậy nè mới phát triển được. Cái này tao bị lật sơ mi mà. Vậy thì phải da chạm sưng bóng rổ để chấn thương mới phát triển được. Vậy mày còn thi đấu được nữa không? Hay để tao kêu vui thế mày hả? Thôi được rồi, để tao ráng. Ừ vậy đi. Đứng lên Phương. Vậy thôi tụi mình cùng cố gắng nha mấy cậu. Quyết tâm. Mười em ba cố lên. Lên. Bên này là Nam. Phương. Có chuyện gì không vậy? Phương. Sao vậy? Sao vậy Phương? Sao lại ra nông nổi? Có sao không mày? Đỡ lên cả. Thử làm sao mà. Đâu được cái chân đâu coi. Nhích lên. Xuống. Qua đây. À, ổn rồi đó. Nhích lên. Xuống. Không được. Ê, tụi bay. Tao giỡn á, tao biết rồi nào. Mày làm tao hết hồn. Thằng này thôi không sao rồi, tốt rồi. Cố lên! Sốc tinh thần mọi người lên em!
chứ mày còn thi đấu nổi không vậy? Tao đã nói là tao không sao, bây giờ không thi đấu lại bỏ cuộc. Thà gãy chân tao không bỏ cuộc. Nhưng mà tao thấy... Mày thấy cái gì? Hả? Mày muốn nó bỏ cuộc theo ý mày chứ gì? Mày nói gì vậy? Mày đừng có tưởng là tao không thấy mày đi chung với thằng Hùng đội bên kia. Nó đã nói cái gì với mày? Hả? Làm cho mày cố tình thua đúng không? Rồi làm cho mày cố tình lễ mất banh rồi nó ghi điểm liên tục đúng không? Mày nói đi! Thằng Nam phải là người vậy đâu. Đừng nghĩ nó vậy chứ. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Mọi người bình tĩnh đi. Có gì từ từ rồi nói. Tụi mình chỉ chơi vui thôi mà. Sao cậu căng thẳng quá vậy? Quỳnh Anh nói đúng á. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là trận này mình bắt buộc phải thắng. Cái giới đầu của thầy nói đúng đó. Thắng thua đối với chúng ta không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải đồng lòng với nhau, thi đấu hết mình. Tâm trạng thoải mái lên đi nào, cuộc chơi mà. Đúng rồi. Thái à, như Phương đã nói, mình phải thoải mái, mặt mình vui lên chứ. Mặt cọc quá, nó mọc rễ tùm lum trong người hết, không tốt đâu. Tính ra là em sắp vui luôn thầy. Tính chút nữa mặt mày mọc ra gì luôn không à. Thôi nào, tập trung chơi hết mình nào. Hey, ủa thầy hơi sớm hả? Một, hai, ba. Thôi bây giờ mấy đứa tranh thủ vô nghỉ ngơi ha. Thầy ở trong có khăn lạnh, nước ngọt với lại mấy con gà. Gì đây? Mấy con gà. Mấy con gà thầy hầm canh á. Dạ. Chứ mấy đứa đang nghĩ gà gì vậy? Gà hầm canh. Chứ thầy nghĩ gà gì thầy? Thầy hầm gì thầy nghĩ đó. Đi vô, có gà hầm canh hả? Mày có nghĩ theo giống tao không? Chắc gì vậy? Mà ăn canh gà vô cho đó sốc không mày thua hết thật. Có canh gà cho mày ăn hả? Hai đội chú ý, trận đấu còn 15 giây. Trong tay, cho hội ý. Đội 13 xin phép tạm dừng hội ý. Đừng để bên kia thấy chiến thuật của mình. Đúng rồi. Cảm ơn các cậu. Các cậu cố lên. Cảm ơn cậu nha. Sao mày Hùng? Sao mày nói là thằng Nam nó bắn độ mà cơ à? Thì tao cũng có biết đâu. Nhưng mà mày lo cái gì? Đội mình đang dẫn điểm kìa. Còn có mấy giây à. Sao nó gỡ được? Tao thấy bên nó đang hội ý chiến thuật gì kìa. Mà mày cứ yên tâm đi. Tao chơi với thằng Nam từ nhỏ tới giờ, không có chiến thuật nào của nó mà tao không biết. Để coi á, nó làm ra cái trò trống gì. Thái à, sao thầy? Nhớ kỹ trong đầu dạ, cái chầu matcha mà em hứa với mọi người. Trời. Được không? Được. Rồi tất cả mọi người nghe thầy dặn là cái này quan trọng. Các em chơi rất là tốt rồi. Cái tinh thần cũng giữ nguyên vậy. Ai dập tắt hy vọng của mình vậy? Nhưng không sao. Quan trọng là cái tinh thần của mình vẫn giữ như vậy. Dạ.
cái mà đáng nói nhất thầy muốn nói đây là mình tập trung lại sau trận đấu này, tập cho thầy chơi. Thầy muốn học cái này được chưa? Còn 10 giây hội ý. Ê, còn gì nữa không thầy? Còn mình bây giờ mình chờ là 5 4 3 2. Rồi xong, mình chờ đến hết 10 giây thôi. Trời ơi, vô lẹ đi, trời ơi mấy đứa ơi, đâu lên mấy đứa, cố lên. Tụi mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tớ không sao. Thôi, các cậu về trước đi. Cảm ơn các cậu nhiều nha. Vậy cậu cũng về luôn đi. Tớ muốn một mình. Các cậu về trước đi. Thôi tụi mình về. Bye bye các cậu. Thiệt, cảm giác chiến thắng sướng. Dương, quăng quần như đâu phải giỡn. Trời ơi, hôm nay các cậu chơi giỏi lắm. Dương, ủa khen chung á hả? Thì tôi khen cả đội bóng mà. Ừ, chơi giỏi mà. Vô. Ê, vô đi cầm giùm tao một cái, tao qua kia có chút chuyện. Không, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày còn qua đây làm cái gì nữa? Mày hứa là giúp tao mà mày làm cái gì vậy hả? Mày định lừa tao tới bây giờ hả? Nào, tao có chuyện muốn nói với cậu. Gì không? Dạ không biết rồi mà. Anh nhớ cái thằng Nam mà lúc trước đi chung với em không? Nó là đội trưởng của cái đội đối thủ, nó hứa giúp em nên em chắc chắn thắng mà, anh yên tâm đi. Mày nghĩ nó ngu tới mức biết mày mượn tiền nó thì cái đội đó banh cho mượn nó? Dạ không, em nói với nó là em mượn tiền để mà chữa bệnh cho mẹ em, nó tin liền à, nó dễ tin người lắm. Ừ, em hiểu rồi. Vậy là mày đã biết hết sự thật. Tao cứ tưởng rằng mày đã thay đổi rồi chứ. Tao...
Thằng ơi. Ủa sao qua bển tự nhiên cái tâm thần mày, tinh thần mày xuống vậy? Mày vui lên cái coi, cả lớp mình cùng vui mà đúng không? Đang chiến thắng mà cả lớp vui mà. Bây giờ hai ba go. À, bước tiếp theo mình sẽ chụp một tấm kỷ niệm bằng áp snow để ăn mừng chiến thắng. Tôi là Hoa Bà Kiều. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Cái này mình save, mình save lại. Mặt phải không? Đổi mặt khác hả? Ê, nguyên đám mình thành bóng hết nha. Đi về coi, đi về coi. Thầy, thầy chơi mượn coi thầy. Đây nè, chơi coi. Thầy già rồi mà còn chơi áp xì tin. Đứa nào nói gì vậy? Ai nói vậy? Ai nói gì? Ai nói gì tôi già già gì đó? Ai nói thầy già vậy? Có nghe gì không? Không biết đâu. Em thấy thầy già hay trẻ? Trẻ. Thầy chơi áp này được không? Được. Hợp luôn á trời. Ai nói đi á. Rồi cất vô. Thầy trẻ. Thầy rất là hợp với áp xì đâu. Rồi. Hôm nay vô địch đúng không? Dạ. Chúng ta chiến thắng đúng không? Dạ. Vậy thì thầy sẽ dẫn tất cả mọi người đi ăn liền. À mà thôi, đêm đã khuya rồi, tất cả mọi người về ngủ đi. Thiệt, nói thiệt, về ngủ sáng còn đi học nữa chứ, sáng mai lên rồi dậy đi trễ, đi học trễ, đỡ thừa thầy. Thái, đừng mà. Còn cái chuyện mà tiền thưởng á. Ờ, cái tiền thưởng á là mình vô địch. Đúng rồi. Cho nên để một mình thầy đại diện đi riêng lên gặp ban tổ chức để lấy tiền. Về cho cả lớp chúng ta. Em tiền về cho cả lớp chúng ta. Mà nhớ nha là riêng một mình thầy thôi nha, để thầy người lớn mình nói chuyện nha, mình trao đổi mình dễ. Chứ còn mấy đứa đội trưởng đội phó gì không, đứa nào lên cắn chi nha. Thầy nói rồi. Thôi tất cả mọi người giải tán đi, rồi cái kia mình để dịp khác cũng được. Thôi về đi. Xin chào thầy. Chưa có chiến thắng nào mà thắng xong cái gì đó mình ngủ cho. Có chiến thắng của lớp rồi. Nam, có gì về ngủ, mai lên sớm trả bài. Gái nha. Mày á con. Mày tia rồi đó. Mày bị tia rồi. Thôi vậy, mai Nam còn trả bài nữa. À các cậu. Các cậu ở lại một chút, tao có chuyện muốn nói. Thật ra tao nhìn là tao cũng biết rồi, nhưng không biết lý do gì thôi. Vì vậy cho nên tao muốn xin lỗi tụi bay. Còn cái cú ném quyết định đó, mày nghĩ tao ném không được thiệt hả? Với kỹ năng của tao thừa sức ném cú ném 3 điểm đó. Nhưng mà tao cố tình tạo cơ hội cho mày chuộc lỗi thôi. Còn mày đó, lần sau mà có chuyện gì á thì phải báo cho anh em tụi tao biết trước 1 tiếng. Tiến gấp qua mày, ít nhất phải 2-3 ngày chứ. Mày giỡn nữa quỷ. Hên là thắng tao mới giỡn vậy đó, chứ thua là tao quýnh nó nãy giờ rồi. Nói chung là cũng cảm ơn tụi mày. À, Dương, cảm ơn cậu nha. Thôi có gì đâu mà, coi như có chuyện gì đi ha. Ừ. Ê, mà còn cái chuyện liên quan tính sao? Trời ơi, tao thấy căng à. Thầy hồi nãy đã nói vậy rồi, thì chắc là năm anh em mình phải chích góp ra rồi liên quan cho cả lớp. Mà chắc tao nghĩ không bao nhiêu đâu. Hợp lý á. Cái gì à? Bỏ tiền ra tổ chức liên quan cho cả lớp là hợp lý á. Ủa, thầy chưa về thầy? Chờ nói câu này mới về nè. Ôi. À còn mấy đứa nữa. Dạ. À, 5 đứa chuẩn bị cái bài gần nhất á. Mai lên trả thầy, tại giờ này chưa ngủ chắc còn tỉnh. Ô, về ngủ liền nha. Về ngủ liền. Nè, mấy em, mấy em. Hay. Mấy đứa thiệt tình. Tính ăn chia sòng phẳng, không chịu thôi. Đời làm thầy mấy khi được học sinh thương và thông cảm bao giờ. Nếu như có một lần nữa ước thì anh muốn biết em sẽ ước điều gì. Ánh mắt em cho anh dám đánh cược trước, vì anh thấy được tình yêu diệu kỳ trong em. Nhưng sao không dám nói cho anh biết, tình yêu trong em từng đằng sâu, từng nét chữ trong bức thư em viết, từng vết vẩy đến từng vết chầm câu, chứng minh cho thứ gì đó mạnh liệt. Nhưng mà yêu thì có ai cấm đâu, sao lại nhớ một mình trong trái tim nhỏ bé, rồi ngồi thẫn thờ vu vơ hay từng câu. Sao vậy? Nhiều khi đối diện em anh giả vờ không thấy, sao em nghĩ là sẽ bớt khả thi. Thôi thì anh tiến tới chạm vào em và nói em chỉ cần mở lời thôi khả vi.